2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bồ Đào, Bình Minh Tàu Lão, Chào Đào, Trần Hoàng, Đại Lâm Bà Lô Tà Ly. Đây là sân quyền thoại cầu tre đường Lương Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kèo hạn đầu do. Đi chung hành ông Kinh Lâm là Sơn Ga và Thi Thái Tử. Còn bên kia là KK Bình Long Bình Phước. Hai bên phát bằng đầu 1-2. Đây là kèo hạn. Các bạn hãy chờ xem KK Bình Phước Bình Long sẽ như thế nào đây. Đây là set tiếp tục. Đây là set quyết định. Lại là một pha tự sát tại lâm lát rồi của KK. Hiện tại Đại Lâm cũng có một kênh Đại Lâm Chuyện bên này. Quay lại những khoảnh khắc tất cả các sân bóng. Các bạn hãy ủng hộ, đăng ký xe và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Hãy sống vui vẻ, ve vội, không quạ quạ nha các bạn. Ve vội vui vẻ. Ok man, vô hàng. Đây là trận kèo hạn. Các bạn hãy chờ xem Thi Thế Tử và Sơn Ga đại diện cho cầu tre. Còn bên kia là KK Bình Long Bình Phước như thế nào đây nha. Lại là một pha phản đòn vào đội của Thiên Mập, quá hay. Tỷ số tại là 2-1. Một pha quá khó vừa rồi của KK. Hai đều. Không nhưng mà được mấy nhà banh xá lắc xa lô được. Hai đều. Vẫn còn đang tiếp cho KK sau một pha bóng hộc giò vừa rồi. K K quýnh dài mà chứ anh có căng là được à, đây thủ có được đâu. Anh tàn lắm rồi. Đây là lông ghế đầu cọ Vũng Tàu, đầu quá cọ luôn các bạn ơi. Đầu cọ là, đầu cọ là đầu bóng. 3-2 nghiêng về cho bên hai. Lòng sáng ngập trên cái chim chải cái ngực đẹp quá. Anh chưa cái xuống khớp ngón nha. À. Anh chưa xuống khớp ngón. Ngon không? Đúng rồi. Lấy kèm. Ờ quýnh vậy anh ca. Đúng luôn. Dạ lòng. Đúng. Mát đây chưa? Quá hay. Bóng ra ngoài. Bóng ngoài coi. Tỷ số tại là 4-2. Đi về cho bên hai. Pha hay quá hay gì đâu của KK. 3-4. Pha quá tuyệt vời của KK các bạn ơi. 3-4. Nổ à. Đi ơi, rồi. Què. Cái mỏ mày ghê quá, què thiệt luôn. Cái mỏ mày ghê quá, què nhỏ giùm cái què. Ba bốn. 12 điểm tới nha các bạn. Lại là một pha không cảm giác rồi của KK. 5-3.
rồi. 5-3 vẫn còn. Kaka có cảm giác thể lực đang xuống rồi các bạn ạ. À, lại là một pha tự sát tại năm lát rồi của Thi Thế Tự. Tỷ số tại là 4-5. Đây là kèo hạn KK Bình Long Bình Phước. Đây là cặp bây giờ Long đầu cò. Ok, KK làm gì đây? Cảm giác như KK bắt bước 2 không được tốt lắm nha các bạn. KK không chế bước đầu tốt, nhưng bước thứ 2 KK thật sự không được tốt ổn lắm. Chạm ơi, chạm ơi. Dò ga. Hết phim. Quá hay. Quá hay các bạn ơi. Vẫn còn. Thật sự phải bóng rồi, quá hay cho KK. Hết pin. Hết pin. Thật sự một pha quá tuyệt vời của KK. Quá hay cho KK. Và thật sự hết pin. Trái qua lại được rồi. Thể lực nha các bạn, thể lực là điều quan trọng nhất sau khi đánh đầu dò thế này. 1-2, thể lực rất quan trọng nhất. 6-4 đội sân. Tỷ số tại giờ là 50-4, 6-4. KK quá may mắn chưa rồi của KK các bạn ạ. Một pha mậu bên của KK. 5-6. Các bạn hãy chờ xem KK sẽ lật ngược tình thế cờ được hay không. Đáng tiếc cho KK pha bóng vừa rồi các bạn à. Sau một pha không chế tốc, KK đội bóng ra ngoài. 7-5. Vô sân quá. Đây là phát bóng ban đầu nha các bạn. Giao kèo và cáp kèo. Chân trong và chân ngoài. Chân trong và chân ngoài thật sự thoải mái. Miền Nam chơi bóng phổi rất dễ chịu. Giao kèo và cáp kèo. Chân trong và chân ngoài. Lại là một pha phản đòn của Thi Thế Tử. Bóng lại ngoài tiếp tục các bạn à. Tám năm. Ủi luôn. Ủi. Ôi quá hay. 6-8. Tỷ số tại giờ là 6-8. KK 6, Sơn Ga và Thi Thế Tự 8. Ram môi ram bay 6-8. Lại là một pha không hiểu ý nhau giữa Thi Thế Tự và Sơn Ga. Bảy tám tới công chuyện rồi. 7-8, đây là kèo hạn nha các bạn. Đây là set quyết định của cặp đấu này. Nổi.
7-8. 12 điểm tới, chưa biết điều gì đang xảy ra. Dò gà cho Thi, đang tiếc cho Thi không vừa rồi các bạn à. Lại là Kaka, lại là Kaka. Thiếu cảm giác quả bóng vừa rồi. Tỷ số tại 97, Rambun, Rambi. Lại là một pha phá bóng quá khó rồi của Thi Thế Tử. 17. Thật sự Kha đã xuống thể lực rồi các bạn. Kaka, Bình Long, Bình Phước. 17. Bóng ra ngoài. 11-7. Nếu không có gì thay đổi, Kaka sẽ về Bình Long, Bình Phước. Cậu mũ cao su tiếp tục, rèn công tiếp tục. 11-7. Thật sự một pha quá hay vừa rồi của Kaka. 8-11. Sau lưng của Lê Lâm là chị Ba. À, trước đây chị Ba chơi với người ta, hiện tại bây giờ chị Ba không chơi với người ta nữa, chị Ba chơi với cày không à. 8-11. Kết thúc chương trình đài truyền hình đây là hết. Kaka thể lực rất xuống, tỷ số 12-8 nghiêng về cho bên này. Thi Thế Tử và Sơn Ga. Còn đây là tiếp tục kèo của bộ đội gì đây, các bạn hãy chờ xem nhé.